Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ à, giải thích đề bài Cover Days bằng cách là mình sẽ tính manual cho các bạn xem à, Rồi sau đó mình sẽ tính bằng à, lập trình trong Excel ha. Thì trước hết là mình sẽ nhìn ở đây, mình sẽ xét một cái ngày cập nhật tồn kho là ngày 17 tháng 3 Và cái này thì mình phải lưu ý ha, đây là tồn kho đầu ngày Có nghĩa rằng là tại ngày 17 tháng 3 này mình chưa sử dụng cái lượng kho này nha. chứ không phải là cuối ngày 17 thì này là tùy quan điểm của tổ chức đây mình sẽ đưa ra quan điểm là tồn kho đầu ngày Rồi. như vậy thì hỏi tổng số ngày trong tháng 3 để mình tính được cái tồn kho à, tính được cái kho day đây này thì mình phải dựa vào cái tồn kho đầu ngày dựa vào cái lượng tồn kho tại thời điểm tồn kho này và mình sẽ phân bố ở trên cái demand này đúng không à như vậy thì ở đây nó là 17 tháng 3 nghĩa là mình sẽ bỏ qua tháng 1 tháng 2 mình sẽ bắt đầu chỉ tính từ tháng 3 và nhất là phải tính từ ngày 17 tháng 3 đổ đi thì mình bắt đầu làm từ từ nha trước hết là mình hỏi tổng số ngày trong tháng 3 thì đây quá dễ chúng ta có ngày 31 ngày hỏi tiếp là số ngày đã sử dụng đến thời điểm tồn kho như vậy tại thời điểm tồn kho là 17 có nghĩa rằng là nó đã sử dụng được bao nhiêu ngày à, nghĩa là nó sử dụng được 16 ngày bằng cách mình lấy cái ngày 17 ha mình trừ cái ngày 1 thì ra 16 ngày mà một tháng có 31 ngày thì hỏi rằng là à, cái số ngày còn lại trong tháng 3 để mình tính cover days là bao nhiêu ngày thì ở đây nó sẽ là 31 mà trừ cho 16 là bằng 15. Có nghĩa là ở đây mình có 900 tấn tại ngày 17 tháng 3 thì ít nhất là trong tháng 3 nó sẽ còn cover được 15 ngày nữa. Thì bạn để ý là ba cái màu xanh ở đây ha, có nghĩa là mình tính ba cái phân đoạn của cover đây, mình sẽ cộng lại thì nó sẽ ra tổng cover day. Thì phân đoạn thứ nhất là nó cover được tháng 3 là hết 15 ngày. Rồi, câu hỏi tiếp theo là nó hết 15 ngày thì nó hết bao nhiêu kho bao nhiêu cái, cái 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 demand đúng không? Ví dụ như tại vì cái demand ở đây là tháng 3 là tới 202. À, thì mình không biết là nó xài bao nhiêu trong 202 này vì 202 này là 31 ngày, cho nên mình sẽ lấy cái 202 mình chia cho 31 mình ra lượng trung bình hàng ngày. Từ cái lượng trung bình hàng ngày này mình sẽ nhân cho cái ngày nó đã cover. Trước đó là 104 thì à, nó sẽ còn lại là nó sẽ còn lại là bao nhiêu ngày các bạn? Nó sẽ còn lại số lượng là bao nhiêu? À, lượng còn lại có nghĩa là phải lấy 202 đúng không? Phải lấy 202 mà trừ cho cái lượng sử dụng trung bình của cái cái 15 ngày ha. À, thì có hai cách tính, một là mình sẽ lấy là à, cái này thì mình phải nhân cho cái lượng nó đã nó đã đã đã, đã, đã sử dụng đúng không? Thì nó còn 97, còn hai thì bạn có thể lấy cái này nhân cho 15 cũng không sao hết. À, cái nào cũng đúng cả. Nói chung là lượng còn lại là còn 97 à, tấn. À, như vậy thì tại chỗ này mình số 2 là hai này không còn nữa, nó đã cập nhật thành 97 tấn. Sau đó nó mới tính câu vào tiếp đúng không? ạ thì hỏi là lượng cover maximum của stock theo uh, cover của maximum stock theo demand có nghĩa là gì? Có nghĩa là với 900 này, mình sẽ trừ 97 thì mình tạm đi. Mình lấy này mình tính ở bên ngoài ha. Tính trừ 97 thì nó còn 802 tấn. 802 tấn là nó đã cover qua tháng 3 rồi bạn. Thì hỏi nó cover được bao nhiêu tháng nữa? Thì đây mình có thể kéo, mình có thể thấy nè. 800 có nghĩa là 802 có nghĩa là nó chỉ cover đến tháng 8 thôi đúng không? Mình tính rỡ mình cũng biết là đây 746. Như vậy thì tổng số lượng ngày từ tháng 4 đến tháng 8 là bao nhiêu? Mình kéo ở đây mình cũng thấy nè ha. Từ tháng 4 đến tháng 8 là 153 ngày. Vậy thì mình đưa vô đây là 153 đó. 153 ngày. Lượng trung bình sử dụng của tháng mà stock không cover tròn tháng có nghĩa là tháng 9 đó các bạn. Vậy thì hỏi là tháng 9 là lượng trung bình của nó là bao nhiêu? À, thì mình sẽ lấy 135 chia cho 30 đúng không? Mình lấy mình cứ lấy cái tháng 9 đi mình chỉ cho 30 về tháng 9 nó sẽ sử dụng là 4 tấn rưỡi trên một ngày thì mình sẽ lấy tổng lượng là hồi nãy là 802 rồi nè các bạn mình trừ cho summarize của tháng 4 đến tháng 8 đó đây là tháng 4 đến tháng 8 thì tại đây trước hết cái với cái phép tính này nó sẽ ra tổng lượng sử dụng trong tháng 9 đúng không thì từ tổng lượng sử dụng trong tháng 9 này mình mới tiếp tục mình chia tiếp cho cái lượng trung bình trong tháng 9 là nó ra 12 ngày mấy đó À, thì bạn sẽ lấy 15 này cộng cho 153 này và cộng cho 12 đó. thì nó ra 181 trong 80, trong 80 ngày phải 502 đúng không? Thì để xem xem là cái công thức mà mình đã lập trình ở đây nó có đúng không ha? Ở đây trung tâm đã thực hiện một cái lập trình trước đó. Rồi mình chọn vào top D. Mình chọn vào đây. Thì những cái phần này hứa hẹn sẽ có cái buổi uh, giải thích uh, như là seminar uh, giúp cho các bạn hiểu rõ cái công thức này. Cũng như là hiểu rõ cái cách mà xây dựng công thức để các bạn có thể ứng dụng trong công việc. Đó, bạn sẽ thấy nè, nó ra đúng y chang ha. Giờ mình cho thêm số lẻ nữa, Đó, hoàn toàn chính xác. Nếu vậy thì giờ mình muốn tính con này mình rất là dễ ha. Có thể thậm chí mình có thể copy cái công thức ở đây luôn. Mình không nhất thiết là phải uh, đánh lại. Ở đây là C8 thì G8 nhé. Rồi xong, 205. Ha. Rồi. Kiểm tra xem. À tại sao à? tại vì đây mình không có cố định cô B6 các Ở đây mình phải cố định đúng không? À, cố định ob B6 ở đây. Rồi mình làm lại nha các bạn. Đó, ở đây mình cũng cố định ob B6 lại ha. Enter cái xem. Rồi, thì bạn thấy là đây là khoảng uh, 1.000 item, tuy nhiên là chắc cũng chưa tới 2 giây, đó. thì đây là một cái bài toán uh, mà mình cho rằng nếu như sử dụng Excel để mà tính không có lập trình đó, thì cũng sẽ khá là khó khăn, vì đây là dạng toán nhớ, có nghĩa là cái con số stock này nó đi vào trong cái demand rồi nó tính, nó tính xong nó lại quay ngược trở ra, nó tạo thành một con số khác đúng không, rồi sau đó nó mới tính tiếp thì nếu mà làm bằng Excel thì chắc chắn các bạn sẽ phải làm cột phụ và làm rất là nhiều cái công thức ví dụ đây mình cũng đã từng làm cần xếp Excel rồi bạn ha à, nhìn vô công thức này là không muốn đánh lại cũng không muốn tìm hiểu luôn các bạn mặc dù có thể tính được nha à, tính được hoàn toàn nhưng mà nó khá là rắc rối rồi cảm ơn mọi người hy vọng là với cái video à, giải thích này các bạn sẽ có ý tưởng và hoàn thiện cái à, cái challenge này của ES Việt Nam cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở một video clip khác